Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy, và kẻ nào yêu mến con trai con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được nó. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp thầy, và kẻ nào đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri, và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ thì quả thật thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bài phúc âm hôm nay có hai đoạn. Đoạn trên nói về việc phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự, nhưng hôm nay tôi muốn nhấn mạnh với cái đoạn thứ hai là lòng hiếu khách. Lòng hiếu khách được coi là quan trọng trong ứng xử xã hội thời Chúa Giêsu. Do đó, người hứa rằng ai thực hiện lòng hiếu khách đối với người môn đệ sẽ được thưởng. Theo từ điển Webster để định nghĩa chữ hospitality, có nghĩa là hiếu khách trong tiếng Anh, thì tác giả đã đặt nó nằm ở giữa hai chữ hospice, là nơi mà chăm sóc cho những người hấp hối, và hay là nhà nghỉ chân cho khách vãng lai. Và chữ hospital là bệnh viện hay nhà thương, nhưng mà tôi thích chữ nhà thương hơn, tại vì nó nói đến sự thương xót. Vì nó là chữ Việt nữa, thuần Việt nữa. Bệnh viện hay nhà thương là nơi chữa lành cho người có bệnh. Ý nghĩa thực sự của sự hiếu khách là cái mà chúng ta ban tặng cho khách khi chúng ta mở cửa nhà ra trong tinh thần thực sự là cống hiến chỗ ở và nơi chữa lành cho họ. Nên chúng ta thấy ở trong bên này có cái môn học là về hospitality đó, là những cái chẳng hạn như những cái chỗ pub, những cái quán ăn, rồi các khách sạn là hospitality. Nếu là một Kitô hữu chân chính, chúng ta cần phải tự hỏi mình: tôi đã làm được gì cho Chúa Giêsu chưa? Không phải là cho Chúa Giêsu mãi đâu ở trên trời, nhưng là cho Chúa Giêsu đang tiếp tục đến và đang tiếp tục hiện diện trong cuộc đời tôi, trong tâm hồn tôi, nơi những người anh chị em tôi, cũng là anh chị em của Ngài, nhất là những ai thấp hèn cùng khổ. Tôi nên tự hỏi mình, mà chính Chúa Giêsu cũng hỏi tôi mỗi ngày: con đã làm gì được cho những người anh em bé mọn nhất của cha chưa? Bởi vì trong tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã nói: ai đón tiếp anh em hay là đón tiếp các con, ở trong bản dịch của chúng tôi đọc là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Và ai cho trong những kẻ bé mọn này uống dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật các con, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
mà chúng ta thấy trong bài đọc thứ nhất, bà Sunem bà đón tiếp tiên tri Elisa và bà không đòi hỏi gì hết, bà chỉ đón tiếp tiên tri thôi. Nhưng mà tiên tri, khi mà đón tiếp tiên tri Elisa, bà là người không có con. Tiên tri Elisa ban cho bà một đứa con. Tại tiên tri Elisa hứa là sang năm bằng giờ này thì bà có con bồng. Người Kitô hữu chúng ta thường đề cao việc đọc kinh, cầu nguyện, những việc làm cho Chúa, mà coi những việc làm, mà coi thường những việc làm cho tha nhân, nhất là những việc nhỏ nhặt tầm thường, như cho người khác một ly nước lã, là những việc làm chẳng có ý nghĩa và giá trị nào. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì không như vậy. Đón tiếp một đứa nhỏ thôi, cho người thấp kém trong xã hội dù chỉ một ly nước lã, cũng là một việc làm đáng được ân thưởng trên trời. Lý do giản dị là Chúa đã tự đồng hóa mình với những kẻ mọn hẹn. Và tôi nghĩ khi mà mình đón tiếp người khác, mình làm cho người khác, là làm cho Chúa, thì mình cũng được phần thưởng ngay ở đời này nữa. Chúng ta thử kiểm nghiệm xem, mỗi khi chúng ta cho ai một cái gì đó, thì nhiều khi người đó không có gì để trả chúng ta, nhưng mà người khác lại giúp đỡ chúng ta cách khác. Nên chúng ta không mất đi đâu cái lòng hiếu khách của chúng ta đâu. Chúa đã nói như vậy. Và phúc âm luôn nói đến Chúa Giêsu như một người khách mà người ta niềm đỡ đón tiếp hay là thờ ơ xua đuổi. Ngài đến cách riêng với những người bị loại trừ, những người tội lỗi, để có dịp kêu gọi họ trở lại, như tại nhà thánh ông Matthew, trong phúc âm của Matthew, hay là nhà ông Gia-kêu như trong phúc âm của Luca. Ngài đến với gia đình quen thân của hai chị em Martha và Maria, cũng chỉ để nói lên một điều cần thiết là lắng nghe và thực thi lời Chúa. Ngài đến như một người khách lạ đến quấy động lòng chúng ta, đặt lại mọi vấn đề. Vì thế Thánh Gioan nói, Ngài đến trong nhà Ngài mà các gia nhân Ngài đã không tiếp đón Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, vì thế chúng ta cần ân cần tiếp đón những người anh chị em trong một cái nhìn đức tin. Chẳng hạn như người hành khất đến gõ cửa nhà chúng ta, hay là những người hèn mọn không ai nghĩ tới, những người không cửa không nhà, những người homeless, những người đó với con mắt đức tin, đó chính là Chúa Giêsu. Và những người ấy cũng có thể là những người ngay trên cùng một con phố với cha, trong cùng chung xóm, hàng xóm chúng ta. Cũng có thể là những người trong gia đình chúng ta. Nhưng chúng ta đã cố tình quên họ. Không phải chúng ta không có hiếu đâu, nhưng mà nhiều khi chúng ta bận rộn quá, không có giờ để mà chăm sóc, để không có nhờ, để mà có dành thời giờ cho. Nên nhiều khi chúng ta đi làm để bố mẹ già nhà trong cô đơn. Nên do đó mà đôi khi chúng ta quên cái điều đó. Và tất cả những việc làm chúng ta làm cho đó, cho cả những người lạ cũng như những người thân trong gia đình, đó là chúng ta làm cho Chúa. Tiếp đón họ là tiếp đón Chúa. Tôi xin trích một câu kết của nhà chú giải William Buckley để kết luận bài giảng hôm nay. Vẻ đẹp tuyệt vời của đoạn phúc âm này là nó nhấn mạnh đến những điều đơn giản. Giáo hội và Chúa Kitô sẽ luôn cần những nhà hùng biện, những gương sáng của các thánh, những thầy dạy tuyệt vời, những người mà tên của họ là những từ ngữ trên cửa miệng. Nhưng giáo hội và Chúa Kitô cũng sẽ luôn cần đến những người mà trong nhà của họ có
có sự hiếu khách, có những bàn tay biết phục vụ ân cần để làm nên một mái ấm. Và trong những trái tim của họ có sự quan tâm chăm sóc của tình yêu Kitô giáo. Vì đối với Thiên Chúa, tất cả mọi phục vụ đều được xếp hạng như nhau.